cùng mình xuống và cũng như nền đời đua cùng mình xuống đá đi ạ. Và cùng hướng mắt ra cầu hòa để cùng chào đón chủ nhân căn nhà mới ngày hôm nay cũng như một cặp đôi anh chị rất là xinh gái và rất là trai quý vị ạ. Và một chào vỗ tay để chào đón lại gia chủ của chúng ta được không quý vị ạ? Xin mời quý vị thân mến và đây gia chủ chúng ta cũng đã đến tiến lên sân khấu ngày hôm nay để cùng ra mắt trước toàn thể với quý vị kính mời cũng như những vị yêu thương của chúng ta ngày hôm nay và cũng như là vị đại diện của phái đoàn. Nên đại gia chủ sẽ cùng lên sân khấu để cùng có những lời cảm ơn tôi để với quý ngày hôm nay. Vâng ạ, xin lỗi xin mời sư mời. Là khẩn mã ớt nàng khai tá tấn nàng tên mê phi đọc hông mê nì. Nên cả bình là chủ nhân khẩn mã ớt hông mê nì xin mời sư mời. Các phụ phần ảnh, phụ phần em, phụ phần phú, phụ phần gia, phụ phần tá, phụ phần ai. Các khẩn mã các sân khấu ớt nàng khai tá tay, tay hân hâu, tay bà, đối phía mấy nóng gửi ai hông mê nì nhỏ. Xin lỗi xin mời sư mời, hát quả đào năng hông tò muôn, tay bà. Hai chiến lầu khéo khâu phần chân măng hân bắn hơn mà đi hoặc không ý không ai hâu hoặc mất đẻ nguồn xuyên xong ý xong ai xong ai xuyên mà nơi với một đại gia đình cho nơi cùng sát xa xì gà sát vào nhà mà đi ạ sát chắc chắm cả nơi nữa ai sát ma non gái ở em đô sát ma non mấy ở đây camera men mất lượng trà chụp ở cấm chăn nhất trà ở phần hở hâu nế với một quý vị thân mến và đang được hiện diện trước toàn thể của mấy quý ngày hôm nay cũng là đại gia đình cũng đã lên sân khấu để hiện diện toàn thể của mấy quý rồi. Vâng ạ, và quý vị ơi, chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến đại gia đình sẽ có những lời cảm ơn tới đại gia đình quý. Vâng, và để cảm ơn thật sâu sắc nhất, xin mời đại gia đình xin cúi đầu thật sâu để cảm ơn tất cả quý vị trân trọng kính mời. Dạ vâng, quý vị thân mến, quả thật đúng là ăn cơm thì là lạc nghiệp đúng của quý vị. Đây là một quy luật tất yếu mà không thể thiếu được của mỗi con người chúng ta. Vâng, và anh chị ngày hôm nay cũng là một cặp đôi đẹp nhất và rực rỡ nhất quý vị ạ. À. Vâng, và cũng đã ấp ủ bao lâu nay. Vâng ạ, và cũng tích góp từ trước đến giờ và cũng đã cất công khởi thành một căn nhà khang trang, một căn nhà đẹp đẽ, một căn nhà hạnh phúc của anh chị. Vâng, một căn nhà để trú nắng trú mưa và ngoài ra là để cho đại gia đình sẽ được sinh sôi nảy nở, nuôi đứa con để hiếu thảo với ông bà bố mẹ. Tuy rằng chúng ta có đến với những phương trời nào, vâng ạ, chúng ta cùng trở về với căn nhà hạnh phúc của mình. Vâng ạ, một điều rất là thoải mái và cũng rất là ý nghĩa của quý vị cùng dùng một bữa cơm hàn huyên cùng đại gia đình là bữa cơm thật là ngon miệng nhất. Vâng ạ, ngoài kia thì những bữa cơm cũng là rất là ngon nhưng mà tuy rằng không thể ngon bằng bữa cơm đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và quý vị thân mến, vâng, và đang được hiện diện trước tôi đây với quý là đại gia đình cũng như là chủ nhân của căn nhà anh chị Quảng Trí cũng nhận là tài ngày hôm nay là chủ nhân căn nhà mới ngày hôm nay. Vâng, cũng được ý với toàn thể với quý cũng trở về đây để cùng khai tiệc sự vui uống ly rượu mừng đại lễ tân gia của anh chị cũng như là cùng tham quan sự vui căn nhà hạnh phúc của đại gia đình ngày hôm nay. Vâng, để cảm ơn sâu sắc nhất và ý nghĩa nhất trước toàn thể với quý ngày hôm nay thì xin mời đại gia đình sẽ có những lời khâu phát biểu và lời mời cảm ơn với toàn thể với quý là vị khách mời yêu thương của mình. Và lần nữa trân trọng kính mời. Khai cỏ xin chào khỏi cỏ còn cho chị tôi sò phép lòng phò mê ở ải bi đu đàn bằng tầng na nữa ở ba uống nà phà sàng ở là bó đu sò làng xin cỏ khỏi sò phép lòng phò nữa mê đó phò mê cho phủ chú cô này đó ở cỏ sông bó nông nụ sầu nhan cao khỏi làng có kiếm dân có bảng có vương vương có bảng của bảng có xuống bùn lung bùn tà cỏ trắng đớm đớm trẻ về cùng trong cái đẩy dần đi ra bảo dân làng đi hết tặng lên vững nặng khi vòng chân tăng cùng bàn bản thân cô như thế bản được có việc ý xin chắc ngủ xuống mù màng ra chắc ngủ xuống nhá non sảng ngủ xuống đủ đủ cỏ bó thiền ngủ xuống nhé nhé có chẳng còn trong cái khẩu hoang con tay hay lửa tà chóng tao như tao cao bay phẳng cùng sơ bát mây lì tẩu cỏ trắng ma rửa sơ bát mây lì tửa cỏ trắng ma tròi trăm bát sầu tỉnh lâm lì bát sầu hí lâm lả mẹ xả ra lâm ra mẹ hao lâm bó có trắng lại phó xỉ đua nò trung khứ bát cứ nói họ cứ luồng bát sầu chuông sầu chủ bát sầu ngủ xả nách ta lại cái trắng bó lò lại cỏ trắng này điều trắng bảy trắng ban trắng hoạt bì phủ trồng trắng hoạt đồng phủ sắc ma tròi nắc tròi nà thả ma hương ma lão trắng bay khổng lang bón khói trắng bay khổng lang bón đi trắng lại hợp bì mưa mưa sai trắng kiếm ma mưa quả trắng hà lại trắng kiếm bay nói thùng
พ่อบางโพเซอร์ตั้งไก่กล่องลากอมีหมูโตดีพ่อขาดเรื่องไข่นาหาป้าซูเซอร์เธอจังป้าความยาวจังหอนผีจะเดือนเดือนนางหมาถ่ายห้างเบาห้างถ่ายมีเบามีห้างสร้างหอดปากหอดหวงมาจอยปุ๊บปุ๊บต่อยโฉมมอดวงเสาบ่อเยี่ยงเขาต่อยตาเวนเย็ดกินต่อยมือป๊อดถ่ายคนซอดปากแห้งหัวใจแข็งก้อมุกปุ๊บผีกู้ก็บ่มีสั่งหลวงซาตาให้เงินก็ไม่ใช่แต่ต่ายตอมิกมางาเงินก็บาลาเมื่อเหนือชัดหน่อยเซอร์จะหน่อยชงบกมาเจ้าผู้หมกลอยกอกับรับปีลอยกอหันเจ็บปั้นหันจูคือปั้นคือน้อยหอดคือดวงพัดเสาจวงเสาจู่พัดชาหนูชาแม็กตาลายแค่จังก็หล่อลายกอจังไหลพ่อแม่เอ้ยชิ้นก่อเพื่อนเหล่าของมุมเดียวมาเอ้ยชิ้นอาบาโอ้ช่างบอลน้องรู้เฉาชาวบาเบอร์หวัดแข่งเย้าเดียวเสียวน้อยก่อชอบมีบ่มดีปั้นจันโอ้ไปชั่วหาพี่น้องมาตุ่มมาต้มก็จังเป็นจังผินหาบาฝัวแม่น้องดูสองมาเกยเย้าเหนียวเฉียวหน่อยยันต้องมาหาเบาไหลมาชิ้นเออเกอมีกาฟังหลวงน้อหน่อยนึงเออจะเข่าจะง่ายเออไม่พอไม่แม่ไม่ลุงไม่ตาไม่อายไม่ร้องบั่นควงป่าเพื่อนสูงลุงเงือนนั่นเออมาตุ่มมาต้มคอยก็มีความเสื่อมเสื้อสอสองชั่วข่าวพ่อแม่อายพี่ดูหลานบั่นควงอายน้องลุงตาเออฝากหาขั้นบันจึงจะสั่งดีไหลใกล้สั่งดีเพนไปหาซุ้มข่อยเมตาใกล้ตามปืนก็ชุดตัวห้อยเด้อพ่อเมชูสู่ชูโค้ดเด้อไปเลยเบิ้งกับเบิ้งทางนั้นกับบัตรนิวบันยาทำนิวเหลือตัวสากข้าวเชิญฟังประเด็นกับเอิญเลยน้อยตรีเย็นเนี่ยพอใจกูมีกุ้งโดดซาบูชาวันใต้ตะเลินไม่ลงเย็นเนี่ยเด้อเด้อเบิ้งกับเบิ้งผู้มีบัตรนิวฟังประกอบที่ทำเมนมาเลเซียตัวเนียวมาเลเซียหายพบมาเลเซียอีเหี้ยกว่าได้สดิ่งสดิ่งนั่งเล่นเล่นเด็กกุ้งคิดเมย์ตนเถิดไว้คุยไก่ของนายและพี่แขกเอี้ยวเชื่อมกว่าได้สดิ่งสดิ่งหลอดสมัยเซมอยมันอีห้องนั่งกับมือสื่อมวลจอมมังเฮิร์นบังเหอของพี่อังเฮามาดีตะบันของดูของหลานเฮาสดิ่งหลอดสมัยเซมอยมีสั่งเถื่อซ้อนตั้งเถื่อเท่ากันรู้สึกถึงกรรมเอากันนั่งสื่อมวลเราขายแฉนต้มวลเราขึ้นม้วนต้นเลือกเอากันจมังหอยขันมังเข้าเอือยย้ายมาดีเข้ามาในตราอ้าวจังก็เข้ามาในปั้นปีบะเหม็งสมัยซีเมนเน่ซีเจนมาจมังสมัยซีเมาเล่าขาฉันโตหอมให้คอข่อยขุดจมังหอยตีเงินเฮาเข้ามาในมวลเสื้อสมัยซีเมนเน่เข้ามาไข่แล้วก็ตั้งตีเงินเฮาแต่จะมีกี่เจ้าเล่าจมังกระบาดสองกำเลยจมังหอยตีเงินเฮามาดีเข้าเอาเจ้าเล่าจมังต่อยคนเนี้ยย้ายกระบาดเยอะมากเป็นเสือเขานี่สิ่งแรกที่เราต้องมาเรียนรู้คือการเมื่อเนื้อเรื่องการเป็นเสื้อเมื่อบรรทัดต้นสกุลลิซิเอาเมื่อได้สิ่งที่คุณต้องการเมื่อไงแต่ไอ้คนไม่กับจีนเมื่อเงินหมดเฉียนเสียเดือดช่อไปบ้านไปช่อจีนหมดเฉียนเนี่ยหางเงินมือนั่งแฉปีขึ้นvâng tôi rằng những ly rượu hạnh phúc của chúng ta chúc đại lễ tân gia ngày hôm nay cũng rất là vui rồi. Vâng và ban âm thanh sẽ ngả giảm nhạc xuống một chút đi ạ. Vâng ạ, và chúng ta uống những ly rượu rất là nhiều rồi nhưng mà muốn hạnh phúc hơn, muốn được ý nghĩa hơn và được buổi lễ tân gia ngày hôm nay được thành công hơn. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nâng những ly rượu hạnh phúc cùng đại gia đình và cùng uống một ly rượu hạnh phúc nhất ngày hôm nay được không ạ? Xin mời xin hãy lẩu tay hấp vào là trái này bay đầu, hai bên mắt buồn sẽ mở.ถ้าก่อนป้อมยอดเชื้อเราขึ้นช่วงมั่งต่อยย้ายมามันดีต่อยย้ายที่สองช่วงก่อนสมัยซื้อมามันดีนะครับประชุดสื่อสารมาช่วงมั่งแต่ที่เกินมันดีเนาะเอาก่อนยอดเชื้อเราขึ้นสมัยซื้อไหมเพิ่งดีนะตอนนี้คุณยูยอมไม่ก็แม้สมัยซื้อไหมเชื้อเราเท่านี้ไต่เด้อไต่เด้อนี่น้องขึ้นมาจะตั้งแถวคุณทหารใช่ไหมน้องสูงกว่านี้ใช่ไหมไหมดีๆเอาเท่านี้เลยเพื่อนว่าจะเฮ็ดมันนะครับพี่We be a y Look, hey, ba, hey, ba, hey, ba, hey, ba. Super dance, ladies and gentlemen, baby. Xin mừng và những lời chào đại hạnh phúc của đại gia đình.Rất được quý vị chúng ta cùng khai tiệc ngày hôm nay, có đây cùng một chén rượu thật ý nghĩa nhất ngày hôm nay. Vâng, xin chúc cho đại gia chủ sẽ có một căn nhà thật ý nghĩa nhất và một căn nhà thật hạnh phúc và có những đứa con sinh sôi nảy nở ý nghĩa nhất đại gia đình. Vâng, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng sống bên dưới. Vâng, cảm ơn quý vị.